Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video về chủ đề là cách rào thép B40 để mình nuôi gà thả vườn nhé. Thì hôm nay mình làm một video chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ thôi. Các bạn xem video và tham khảo nhé. Thì đặc điểm của thép B40 như các bạn thấy là thép B40 thì nó rất là chắc chắn nhá. Mình dùng cái thời gian tuổi thọ của nó rất là lâu. Các bạn để ngoài nắng hay ngoài mưa gì cũng được. Nói chung là tuổi thọ của nó có thể từ 15 đến 20 năm. Thời gian rất là dài. Thì thép B40 này thì có nhiều kích cỡ nha mọi người. Khi mà các bạn ra quán mua thì có thể có nhiều kích thước về chiều cao. Chiều cao thì có thể là 1 mét, 1 mét 2, 1 mét rưỡi, 1 mét 8. Đấy, thì ở đây mình dùng thép B40 1 mét 8 nhé. Bởi vì gà thì nó hay nhảy cao bay cao cho nên mình mua cái lưới thép B40 càng cao càng tốt. Và thứ hai là cái bộ phận thứ hai là mình mua cái cột bê tông nữa để mình làm cột để mình rào thép. Cột bê tông thì ở đây mình mua cái cột có chiều cao là 1 mét 8. Thì khi mình chôn xuống dưới đất khoảng 50 phân thì ở phía trên chiều cao ở phía trên còn khoảng gần cái cột này là dài cột xi măng này là dài 2 mét 3 nha mọi người. Thì khi mình chôn xuống dưới đất khoảng 50 phân thì còn lại là 1 mét 8 ở phía trên là vừa khớp với lại cái lưới này luôn. Đấy, lưới này có chiều cao là 1 mét 8. Còn phần ở dưới đất ấy, thì mình có thể xây thêm một cái bờ bờ gạch nữa để cho đảm bảo chắc chắn để gà nó khỏi chui ra. Đấy. Đấy, thì cái thép B40 này mình mua cái chiều cao của nó là 1 mét 8, là cái loại cao nhất đấy nha mọi người. 1 mét 8 thì cái vườn của mình rào đây là tổng cộng là 27 mét, 27 mét thép B40. Thì 27 mét thì mình tính tổng tiền ra là 1,6 triệu. Và như vậy là một mét lưới B40 này thì có giá khoảng 60 ngàn, nói chung là tương đối là rẻ các bạn ạ. Đấy, cho nên là nếu các bạn nào mà có vườn thì mình cũng nên rào thép B40 lại thì vừa đảm bảo chắc chắn, đấy, vừa lâu dài. Và nuôi gà thì nó thoáng thông thoáng khí và gà nó sẽ khi thả vườn thì nó sẽ nhanh lớn, đỡ ít bệnh tật. Đấy, vậy một một cái mình xin nói lại là một một mét thép B40 này ấy, là chiều cao 1 mét 8 thì có giá là 60 ngàn. Đấy, thì bây giờ các bạn cứ nhân lên cái vườn các bạn dài bao nhiêu thì các bạn nhân với 60 ngàn lên thì tính được cái tổng tiền của thép B40. Đấy, tất nhiên là cái thép mà với cái lưới mà có chiều cao thấp hơn, ví dụ 1 mét rưỡi, 1 mét 2 thì giá tiền nó sẽ thấp hơn nữa. Đấy, nhưng mà 1 mét rưỡi, 1 mét 2 thì khi mình vây gà thì nếu mà gà mà nó nhanh nhanh nhẹn ấy, thì nó sẽ bay ra khỏi vườn. Đấy, nên tốt nhất là mình làm cái lưới càng cao càng tốt. Và thứ hai là cái cột xi măng này, khi mình chôn xuống dưới đất ấy, thì mình chôn càng sâu thì nó càng chắc. Nếu như các bạn nào mà làm chắc chắn hơn nữa thì mình có thể đổ bê tông, mình trộn đá với lấy xi măng mình đổ xuống là làm cho cái trụ bê tông này nó chắc, càng chắc chắn thì bờ rào nó càng chắc. Ở đây thì mình mua cái cây này ở hồ bán ngoài cái quán đúc xi măng, một cái cột bê tông như thế này thì có chiều cao là 2 mét 3 như lúc nãy mình nói đấy. Thì một cây như thế này là khoảng mình mua là 120 ngàn, tương đối là rẻ.
chiều cao là 1 mét, chiều cao là 2,3 m thì giá là 120 một cây. Còn nếu mà chiều cao của cột xi măng mà 2 mét ấy, thì giá là 100 5.000. Nếu các bạn nào có điều kiện thì mình có thể thử đúc thì nó còn chắc chắn hơn nữa. Và lưu ý các bạn là ở trong cái cột xi măng này là người ta phải có ba cái thanh thép 6 nhé, dài từ dưới lên trên. Đấy, không là cái cột nó bị gãy. Nếu như các bạn tự đúc ấy, thì trong cái lò này phải có thép này. Đấy, việc đúc cái cột xi măng này thì nó cũng cũng không khó lắm đâu, nhưng mà để làm thì mình phải làm có cái sắt nữa. Có sắt ở trong lò thì nó hơi phức tạp tí. Đấy. Và khi mọi người trôn cái cột xi măng ấy thì mình lưu ý là cứ cột cách cột từ 2,5 m cho đến 3 m nhé. Cho nếu mà mình trôn cái hai cái cột mà xa quá thì cái lưới nó sẽ bị bong xuống như vậy rồi nó cái vườn nó không được đẹp. Đây, ở đây thì mình trôn hai cột cách nhau là 2,5 m này. Cột này rồi đến cột này là 2,5 m nhé. Thì cái lưới lưới B40 mà 1,8 m rất là cao các bạn ạ. Nếu mà mình làm thép B40 cao 1,8 m thì gà rất là khó bay ra ngoài nhá. Đấy. Ở phía dưới chân này thì khi mình làm thì để gà nó khỏi chui ra thì mình có thể chèn đá hoặc là mình xây xây nếu mà tốt hơn là mình có điều kiện thì mình nên xây có chiều cao khoảng 3 hàng gạch ở phía dưới chân ấy, thì mình rào thì chắc chắn và lâu dài hơn. Thì ở đây khu vực này mình chưa xây được cho nên mình đang chèn đá ở dưới chân nha các bạn. Thì cái khu mình rào lưới ở đây ấy, thì vườn của mình thì khoảng 60 mét vuông nhé. Khoảng 6 mét chiều ngang và 10 mét chiều dài, như vậy là mình cũng thoải mái nuôi gà ta này các bạn. Đây, trong khu vực này thì mình làm thêm một cái chuồng nữa. Một cái chuồng nuôi gà ta nữa thì mình có thể chăm sóc nó rất là dễ. Thì với hy vọng là cái kinh nghiệm nhỏ của mình thì chia sẻ các bạn để các bạn tham khảo để mình có cái kế hoạch làm cái vườn nuôi gà ta bằng thép B40. Nếu thấy các bạn thấy nội dung hay thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực làm các cái video khác để chia sẻ cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Rồi, xin chào các bạn.